Vậy thì anh em mình đến nơi rồi và anh em mình sẽ bây giờ tập trung là bây giờ là đi bơm dầu vào trong này. Đấy, bấm nó vào đây xong rồi là khoan. Hàn là hết. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có mày mới vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Thì bây giờ anh em mình hôm nay là sẽ đi mua đồ về trong kia để sửa lại cái băng tải. Mình mua thêm 1 mét băng tải nữa để về sửa lại cái băng tải nó bị rách rồi trong quá trình sử dụng. Xong đầu là bây giờ nó sẽ rách ra, thì bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới cửa hàng để hỏi xem để mua cái băng tải và mua xăng dầu vào để mua dầu vào để chạy máy mọi người nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới cửa hàng để hỏi mua nhé. Bây giờ anh em mình đi. Thì bây giờ anh em mình đã đến nơi rồi, bây giờ anh em mình vào hỏi xem có băng tải không. Chào anh nhá. Tới này rồi anh. Chào anh nhá. Dạ. Không có là phải chấp vào anh. Nhưng mà thì anh Hợp anh đã hỏi hộ cho cái băng tải này để cái băng tải đi ra đây anh bảo. Tạm vào cho nó đứng ấy, sợ nó xé nó rách thôi. Anh xác mình nằm đây đúng không? Vâng. Vì băng tải mình cứ từ đây đến đây đúng không? Ờ. Thì mình cắt một miếng ở đây. Cắt một miếng ép vào mép băng tải ngoài này này. Vâng. Xong này một miếng vào bên mép bên mày bên này. Còn thừa thì cho một miếng vào giữa này nữa. Vâng 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 vâng. Xong bắt đầu là khoan bắn vít ốc, bốn con ốc ở đây, bốn con ốc ở đây, bốn con ốc đầu này. Vâng vâng vâng. Thì là bốn cái này cắt làm 3 miếng, 4 3 12. Và 12 miếng, 12 cái cũng mua tầm 120 cái ốc và 30 cái ốc vào. Vâng vâng vâng. Là được. Vâng. Ép vào làm được không? Bây giờ góc kia nó xé rồi nó không chỉ được. Vâng, cảm ơn anh nhá. Đây rồi ạ. Thì anh Hợp anh ấy đã hỏi cho cái băng tải. Anh ơi, cái này hết bao nhiêu tiền ạ? À? Thưa mọi người ạ, thì anh Hợp anh ấy hộ là anh team Nắng Công Nguyên là đã hỏi được cái băng tải này rồi. Thì là bây giờ anh em mình sẽ vào trong để sửa lại cái băng tải đấy. Bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong đấy và mua xăng dầu vào trong đấy luôn. Ôi trời. Vậy thì anh em mình đến nơi rồi và anh em mình sẽ bây giờ tập trung là bây giờ là đi bơm dầu vào trong này. Tốt nhỉ anh ơi, bơm cho cái dầu ơi. Bây giờ bơm xong rồi thì anh em mình thanh toán tiền dầu là hết 700.000. Em gửi anh đi. Có bơm xăng rồi. Không ạ, sáng vừa bơm rồi. Sáng vừa bơm đây rồi. Vậy xong rồi bây giờ anh em mình chẳng lên xe để đi mua thêm ít đồ nữa. Ốc mua thêm ốc vít ốc nhức vào để sửa cái băng tải. Mọi người ạ, thì bây giờ anh em mình đến cửa hàng để mua ít ốc vào để sửa cái băng tải này. Chờ một chút người ạ, đang gọi chủ nhà về. Vâng.
Ốc để vào vặn cái băng tải kia à? Con này làm băng tải ở đâu đây? Đâu, nó bị rách vào sửa. Vâng. Thì nghiền đá thì nó phải hỏng hóc chứ còn có cái gì đâu. Này, phát thế này là phát hơi ác đấy nhỉ? Vâng. Phát xa đấy chứ không phải phát đùa đâu. Ốc cỡ 13 đâu chú nhỉ? À, 13 đây. Đâu? Đây. 13 đây. Cân này. 6 lạng. 6 thế nào? Cân cho một hai con cân ngày 6 thế nào? Nặng lắm đi. Đủ cân chưa? Trông thế này thôi nhưng mà nặng ra trò. Ơi, 6 lạng, các anh nghĩ tưởng ít, cái đồ này đồ sắt nặng lắm. Ô chết, để đâu nhỉ? Ở đây. Để đây không bao giờ mất. Không bỏ tiền trong này. Tiền cũng không bao giờ mất. Biết là không bao giờ mất rồi nhưng mà bỏ trong này. Có thằng nó anh rơi 4 triệu rưỡi là cái ví rơi tiền đây. Nó về lại phải gọi nó có cái chứng thư gọi từ trong xóm nó ra để mang giả. Nó cho mình 200 mình không. Tao lấy gì 200 của mày, tao giả mày cho lấy gì 200. Không lấy. Gọi nó ra nó giả nó còn cảm ơn tôi chứ. Con điên. Cho xá vào. Quay lại. Về đây nhé. Cứ gửi tiền. Mình lấy làm gì? Mình buôn bán nó không lấy tiền. Hôm nay là hết 70.000, à 60.000 chú. 60, à. Đúng 60 để trả lại 40. À. Ok. Cảm ơn chú nhá. Ê, gì nè. Nhưng mà bây giờ lại vào xóm. Vâng. Ôi giờ công việc thì ở trong xóm gì cứ hàng ngày thôi. Ừ thôi thì bắt buộc này. Này này đứt à? Nó bị đứt xong là xin được cái này đây. Ừ. Đi mua nhưng mà họ cho. À. Chủ quán cho cái này về sửa. Không có là sợ nó rách ngang thì còn đỡ. Nó mà rách dọc cái này là thôi. Đúng rồi, nó rách dọc là mệt đấy. Yeah, mọi người, thì bây giờ anh em mình đến nhà anh Dần rồi. Thì bây giờ anh em mình vào mua ít que hàn để vào trong kia để sửa lại máy. Ôi ăn cái này thì để đâu hết tiền gì? Ăn này thì để đâu cho hết tiền? Ăn này chưa ăn nữa rồi. Lấy bố của Hàn ạ. Ăn uống đơn giản này. Đây, lấy gì nữa không ạ? Thôi thế thôi. 2,5 chứ ạ? 2,5. Cho em gửi. 80.000. 80.000 ạ. Vô xem sạch. À, xin. Lại vào xóm đấy. Vâng. Có gì công việc ở trong đấy thì cứ cứ thế mà làm thôi. Cứ thế mà vào mà làm thôi. Rất là nhiều. À, xin nhá. Dạ vâng. Đi, mình mua xong rồi anh em mình tiếp tục đi vào trong xóm. Quay nữa về đây đi. Quay nữa cho cái băng tải kia nó về đây. Quay thêm đi. Quay cố tí nữa. Cái băng tải này là số sắt kìa, nhìn chưa? Quay cái sắt nó quay lên đây này. Để sửa này.
Tay nó xây khớp thì không quay được. Tay tay anh đang bị xây khớp rồi. Không quay được. Em ơi, ra qua cái này đi. Qua cái này tí để cho nó đi. Cắt đến đây phát. Đấy. Cắt 3 miếng như này luôn. 3 miếng như này. Đây cái kê cái gỗ này không nó bập vào đá, kê lên cái miếng gỗ này nó bập vào đá. Dựng dựng đứng lên cân. Nhìn thôi. Tôi không biết suy nghĩ. Khoan. Vâng ạ, thì bây giờ thì mình cho bà con đi đi làm, một số bà con thì ở lại nghiền đá, còn một số bà con thì đang đi thu đá ở trên đường về. Bây giờ thì anh em mình đang chờ một chút để sửa lại cái băng tải này, xong rồi là cho bà con tiếp tục là nghiền đá. Thì bây giờ là bà con đang đi thu đá ở trên đường về chỗ bãi nghiền đá này. Đấy. Đây là một số bà con đang đi thu đá để chở đá về chỗ chỗ bãi nghiền, chỗ máy nghiền. Hôm nay chỉ có khoảng 20 người đang ở trên bãi đá này để làm, một số bà con thì đi thu đá, một số bà con thì nghiền bột đá, và một hai người nữa là để cào hết cái đá mà nghiền ra, cào bớt ra không có nó đầy thì nó đầy cái băng tải. Đây, những cái đá nhỏ này là thu hết nhá. Những cái đá nhỏ này là thu hết nào. Có hai xe rùa cơ mà. Ở dưới kia còn xe rùa nữa không? À, sao không cầm lên đây để sửa? À, mà nó nhà tính nhờ, cái đấy như là thủng xong rồi à? Ừ, để mang lên đấy để lát nữa sáng nay thì mọi người ạ. Thì sáng nay thì ở dưới chỗ nhà em tính ý, thì là hiện tại bây giờ là điện yếu thì chỉ có cắm cơm thì không hàn được, nên là mình để buổi sáng nay là mọi người cắm cơm và nấu cơm xong, thì buổi chiều nay thì anh em mình sửa lại xe rùa với lại xe cải tiến để sửa lại xe để lên chiều, để cho bà con ở buổi chiều để thu đá vào cho nó nhanh. Thế bây giờ thì điện thì mình chỉ đủ sử dụng để cắm nồi cơm thôi, chứ nếu mà mình hàn nữa thì không cắm được nồi cơm nên cơm không chín được. Nên bây giờ chỉ có hai xe rùa này là thay nhau để chở đá về, thu đá về thôi.
Quên, chưa trốn đồng tiền. Vào ốc đấy thì cũng ngon, lẫn thiên tha lên tiên đây rồi. Sao không có thẻ ốc nhiều tí cho tường mà. Không phải ốc nó mình cái nào vặn vào cái đấy thì nó sẽ vừa, hiểu không? Đúng rồi. Nhưng mà đây mình nó tháo cho nó đỏ hết rồi. Vậy, thì bây giờ mình anh em mình sửa tạm là hai miếng này đã để bây giờ là chạy máy đã. Chứ bây giờ thì cái máy này hết điện thì bây giờ thì anh em mình sửa xong lắp được hai cái miếng này xong thì bắt đầu là cho bà con chạy còn một miếng nữa thì để buổi chiều đầu giờ chiều anh em mình lên lắp nốt. Thì bây giờ cái máy chạy là cái máy khoan này thì hiện tại bây giờ đang hết pin rồi, thì bây giờ xuống để nạp đã, xong rồi là để đầu giờ chiều lên anh em mình sẽ lắp nốt. Ôi trời ơi, thế vậy chưa khoan được bên kia quan trọng nhất mà lại chưa khoan được. Tay này làm lâu quá. Khoan hết thì ra, khoan hết một đợt đi ra, xong rồi lấy sau. Vặn cái này xuống. Cô đó nó vặn nó đấy trước. Khoan hết một lượt nữa gì? Ui giời. Không loạt thế này, không thả. Ông bố tua thế này, tà thế. Thế này không thả. Chỗ này đã khoan đi, thế này rồi. Không thả nó, không được nó thêm, nó câu. Vặn cái này xong cái gì? Khoan nó đi. Đấy, bấm nó vào đây xong rồi là khoan. Cho tăng đấy cho thấy cho đại ý thế nào hết điện đâu cho tăng nhìn đây mà thấy đại đã cái thứ sàn mau mau đi sàn luôn đấy cái thứ đấy giờ làm gì được. Ô cái cắm sạc chỗ nào không nhỉ? Ông cầm này xuống để sạc. Mọi người ạ, thì bây giờ thì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, thì mình cho bà con xuống để nghỉ trưa ăn cơm. Nên bây giờ thì buổi chiều hôm nay thì anh em mình sẽ
sửa lại hàn lại cái càng xe với lại sửa lại cái xe rùa kia để buổi chiều cho bà con làm việc. Thì xong vào đầu giờ chiều thì anh em mình đã sạc được pin rồi thì lên xử lý nốt cái băng tải kia nữa là xong để cho bà con buổi chiều làm việc cho nó ngon lành. Nhưng bây giờ thì bà con sẽ về nghỉ trưa mọi người nhé. Thì bây giờ anh em mình xuống xuống dưới để chuẩn bị ăn cơm. Thì bây giờ buổi chiều hôm nay thì anh em mình tiếp tục công việc là tu sửa lại cái xe rùa này. Nó bị long một số ốc nhấc ra thì mình sẽ tu sửa lại để cho bà con làm. Thì buổi chiều hôm nay thì công việc thì bà con sẽ lên trên kia thì tiếp tục làm ở cái bãi đá. Thì còn cái sáng nay thì lắp cái băng chuyền thì lúc mà đang lắp thì nó hết điện thì mình không lắp được xong thì bây giờ bà con vừa lên xong để lắp nốt cái băng tải đấy nhưng mà bắt đầu là cho nghiền đá, bắt đầu cho nghiền bột. Thì bây giờ anh em mình sẽ triển khai làm luôn cái công việc ở đây. Không. Cái dây mát. Hơi may thế. Lát tạo cái này vào. Thì bây giờ thì anh em mình đã hàn xong và làm xong rồi. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ kéo xe cải tiến này lên lên bên trên kia để cho bà con làm.
thôi. Dạ, thì bây giờ thì anh em mình đã làm xong rồi, thì đưa mình đã kéo được cái xe cải tiến lên trên bãi rồi. Thì bây giờ thì mình vào xem máy móc nó bị làm sao mà thấy ông công ấy bảo là bây giờ làm sao nó không chạy nữa. Thì bây giờ anh em mình vào xem như thế nào. Nó sao? Nó cái gì? Áp này trước là nó như này à hay là bật hẳn lên đấy? Trên. Đấy, áp như này. Đấy. Đấy. Mình không quay thì mình bấm là nó ăn, nó bám bầu. Nếu mình quay là nó không bám bầu. Nó bám cái gì? Cái ác nó không ăn ấy, nó ở trong ấy. Đấy. Bao ăn cũng chạy bình thường. Thấy rồi, thì bước ra là đến giờ này. Không mà nổ nó không có lực. Cái này sửa xong chưa? Ô sao không cho cái giữa đi? Ôi làm luôn cái dưới này. Làm sao phải thử máy? Dưới nào? Dưới nào anh? Đây này, làm cái giữa này này. Đây lên xem nào. Đây mà lên, lên không sửa cái giữa đi. Nào. Ôi giời. Thôi được rồi, cái này nó được thì cứ kệ để nó được đi. Ông cho cái giữa nó đỡ rách này, nó đang chuẩn bị rách rồi này. Tay bị xe khớp này. Đấy. Phải mở cái đóng áp ra là mở được. Ê, hiu, quay đi. Tay lên để bấu. Bấu áp. Rồi tì vào tay vào kia nó khỏe. Tì tay vào cái chỗ kia à. Thấy chưa? Nóng hơi nóng thoải mái, tay yếu rồi, tay khơi khớp. Không quay được. Thì đi ạ. Ba hồn. Kiểu gì cũng được mà. Bây giờ để cái này lên là làm nốt cái này đi chứ. Ui giời. Mai còn cái này xử lý nốt cái này. Xử lý cái này một tí nhá. Đây nếu mà khoan bắt nốt cái đường này đi cứ phải ngon lên. Đường này. Ra vần thì kêu xong rồi kéo lên cho nào. Đấy vần vần cái bánh đà ấy. Vần nguyên bánh đà thôi. Đấy, quay ngược lên à. Nữa đi. Thôi. À quên điện cho Lía ở cầm cho cái cục pin với lại cái ấy. Đây em cầm đi. Không có điện thoại. Không có, nó vẫn điện nhanh mà. Đâu rồi, cái máy đâu, cầm lên để làm luôn cái này đi. Làm nhanh để còn đấy đây. Thả cái áp này ra nữa à? Ừ, phải có áp đi, phải thả ra đi. Thôi từ từ nóng. Không, từ từ quay, từ quay. Đừng quay giờ nó nổ phát, nó chạy cái này, nó không sửa được cái này đâu. Cơm lại đi. Còn đấy đi, cái lên. Thấu ra cũng luôn rồi. Anh em nhất. Cái mà không nổ nữa thì anh nhỉ. Ôi, quay làm gì, tính nữa mất sức. Kiểu gì cũng nổ mà. Nó số áp thôi, nó cũng phải đấy đâu mà. Hơi đóng cái này còn gì nữa. Đóng. Quay không đủ lực thôi. Nặng lắm, tự nhiên nặng. Ba ông này cái này tháo luôn, máy của họ không nghe tháo.
Bây giờ thì anh em mình đã vừa sửa vừa làm xong nhưng mà cái máy nó lại trục trặc, nó không đổ được. Thì sáng mai thì đợi anh Học vào anh ấy xử lý cái máy của anh ấy như nào thì anh em mình thì không biết được. Thì bây giờ thì bà con đang tập trung để chuyển tập kết đá vào đống này, thì mai xử lý được máy rồi anh em ta lại tiếp tục công việc là nghiền bột đá. Thì bây giờ video mình đến kết thúc, mọi người thấy hay hãy like và chia sẻ, có thể đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.